Đây là con Marang 6200 ha. Và các cái cổng này là hai cổng ngoài này là đường analog analog in nè. Đường out thì nó có hai đường nha bác. Hai đường này đều dùng được ha. Mình có thể ra được hai đường. Marang có thể ra được hai đường ha. Đây là một đường đường trong, một đường ngoài ha. Trắng đỏ. Đường quang vào ha và đường quang ra. Đó là của con Marang 6200 ha. Con này sản xuất năm 2006 đây. Và số seri là 05045 ha, 9 nút. Và đây là phía trước của nó ha. Và phía trước nó với một cái con mà nó đẹp như thế thì chắc chắn ở đằng sau nó đẹp thì chắc trước nó, trước đương nhiên là nó phải đẹp ha. Rồi, đó là phần giới thiệu. Em sẽ quay lại với phần test cái con này nha. Dạ, quay lại với phần test con này. Sớm MD Sài Gòn kính chào cả nhà. Em tiếp tục với phần test con Marang 6200 ha. Con một 3 trong 1, đầu 3 trong 1 ha. Vừa CD, vừa MD, vừa giải mã ha. Giải mã nhạc số không cần đĩa mồi. Thì trước khi đi vào phần test thì mình sẽ xem sơ qua một chút nội thất của nó ha. Đây là cái cơ CD của nó ha. Dạ, cơ CD của con Marang. Cơ CD của nó như thế này ha. Dạ. Đây là phần bo mạch quản lý nguồn ha. Biến thế ha, biến thế nguồn. Biến thế nguồn. Dạ. Và đây là cái bo xử lý ha. Bo này là bo xử lý tín hiệu ha. Dạ. Ở dưới mỗi cái cơ nó, và đây là cái cơ hộp cơ MD ha, hộp đĩa MD. Thì đĩa MD nó có cái bo ở dưới, bên này cũng có một cái bo ở dưới ha. Nó nhận và phát tín hiệu. Và đây là bo xử lý, và cái bo này là nó xử lý tín hiệu ha. Rồi. Đó là phía trong nội thất của con MD Marang 6200 nha bác. Và con 6000 cũng tương tự như thế ha. Dạ. Đây là con Marang 6200. Con này nó có một cổng quang và một cổng đồng trục ha. À, một cổng analog. Dạ, xin lỗi. Và khi mà giải mã thì mình phải chọn đường vào trên khiển ha. Bấm cái nút input này để chọn ha, optical nè, analog nè ha. Optical ha. Đó. Và sau khi mà bà bấm chọn cổng xong thì nhớ bấm nút red ha, nút red ở trên máy hoặc ở trên khiển này để nó giải mã. Trong quá trình giải mã thì có thể tăng giảm âm lượng bằng cái nút phone level ha. Rồi bây giờ em sẽ thử test chức năng giải mã nè. Đã từ lâu, bọng mắt được xem là yếu tố điển hình của tuổi tác khi con người già đi. Ở nhiều trường hợp, bọng mở mắt phát triển quá mức. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình test cái phần MD ha. Thì con này MD đọc tốt và ghi tốt nha bác, sử dụng mắt phổ thông ha. Nó có thể ghi đĩa nén MDLP ha. Tức là một cái đĩa dung lượng 80 phút thì nó có thể ghi lên gấp đôi ha. Rồi để ghi thì mình bấm nút Red và nút Play ha.
Rồi, bây giờ mình sẽ phát lại nó nha. Dạ, sẽ phát lại nó. Đợi nó ghi một chút xíu ha. Rồi, bài số 2 ha. Rồi, chức năng bên phần MD là ok rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển qua bên CD ha. Rồi ok rồi ha. Dạ, CD cũng ok luôn. Rồi em vừa test chức năng của con Marantz 6002 ha. Mọi chức năng đều hoạt động hoàn hảo hết. Con này em bán với giá 5.500.000, tặng kèm một dây quang và một đĩa MD nha bác. Và bác nào quan tâm hoặc có nhu cầu thì xin liên hệ trực tiếp theo số điện thoại bên dưới giúp em. Em ship hàng toàn quốc ha. Các bác chuyển khoản hết thì em bao ship, còn nếu đặt cọc thì trả phí ship giúp em. Em xin chân thành cảm ơn rất là nhiều ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.